Tới đi học mà. Bạn cho ba 5 ngàn đi. Không có 5 ngàn. 10 ngàn. 10 ngàn trả. Nói anh trả đi. Không đủ tiền hả anh nè. Ba còn 7 ngàn à. Ba còn 7 ngàn à. Ba còn 7 ngàn rồi do mua trái rồi. Ba còn 7 ngàn. Ba còn 7 ngàn à. Xin chào cả nhà. Hôm nay thì mình quay trở lại ngay chỗ cậu bé 12 tuổi bán thơm ở trên đường Trần Nhân Tôn á. Thì bên phía tay trái các bạn là ba dượng của cậu bé. Thì hỏi thông tin thì mới biết là sự thật là cậu bé 12 tuổi đó thì thật ra là mới chỉ được 9 tuổi thôi. Và trong cái thời gian mà chưa vào làm á thì anh là ba của bé tranh thủ bán phụ. Gọt sẵn vài chục trái để đó để cho mọi người đến mua nhanh hơn, tại vì bé gọt cũng hơi lâu mà cái số lượng người mua thì cũng bắt đầu tăng dần. Ủa hôm qua con có đi bán không? Hôm qua không đi bán à? Hôm qua chú qua chú chờ đợi tầm đợi lâu lắm luôn mà không thấy. À hôm qua là không lấy hả? À, hôm qua chú qua chú đợi con nè, qua đâu có thấy đâu, xong chú về hôm nay qua lại. Có lúc sớm thì con ba có đống còn thơm thì con mới bán. À. Hôm nay bán bao nhiêu trái? 60 trái thôi hả? Bữa nay mẹ lên thôi. À, thôi bán hết sớm nghỉ sớm. Không. Con có coi cái phim của chú Chu Đại Dương á. À. Con rồi. Coi hết sạch luôn. Coi hết sạch luôn. À, rồi. Coi hết. Rồi con thấy sao? Con thấy hay. Hay hả? À. Rồi con có coi clip chính con không? Ừ. Có. Coi hay mắc cười lắm. Con thấy có đẹp trai không? Không. Người ta khen đẹp trai quá trời mà. Nhưng mà con thấy không có đẹp trai. Mình có duyên, chú cũng đang nè. Nhưng mà chú có duyên kém hay con? Người da nâu. Người da nâu. Chú nói có tiền đi tắm trắng kìa. Con đen vậy hoài à. Sáng giờ con bán được mấy trái rồi? 100. 16 trái. Hồi sáng giờ á? 16 trái. À sáng giờ bán được 16 trái hả? Mà sáng giờ con ngủ mà đâu bán đâu, ba không bán mà. À, sáng giờ bán 16 trái, hôm nay là bé Nhi bán 60 trái mà mới bán được 16 trái thôi. Trời mới 9 tuổi mà làm còn thơm điêu luyện luôn. Ủa con, hôm qua chú quay con đó xong rồi có các anh chị hỏi là con muốn đi học không, rồi anh chị người ta sẽ hỗ trợ cho con đi học. Bán bả nữa trái 5 ngàn rồi hả? Không biết hả? Đi học thì con không biết. À. Nhưng mà lúc nãy con nói con thích đi học mà. Bạn cho ba 5 ngàn đi. Không có 5 ngàn. 10 ngàn. 10 ngàn trả. Nói anh trả đi. Không đủ tiền hả anh nè. Mấy ngàn trả. Mấy ngàn trả. Bán cho bả đi. Ba còn 7 ngàn à. Ba còn 7 ngàn à. Ba còn 7 ngàn rồi do mua trái rồi. Có mấy cô tới ủng hộ nhiều ghê luôn. Lúc trước là con bán có ai che mắt không? Có ai che mắt không? Ở che mắt á, che thơm mắt nè. Còn khoảng 20-30 trái các bạn. Bây giờ ngày mai cái chú YouTube này nè đưa con 100 triệu, chú ở đây chú bán con 4 triệu nữa hả? Chờ ngày mai nằm nhà con 100 triệu, 1 triệu. Con còn chưa đổi nữa. Trời ơi,
Chỗ này con mua rồi hay sao? Chỗ này ha, chỗ này con bán này bán à. Có hai đồng tiền nữa chứ không? Sâu luôn. Ở lại lấy 5 ngàn đi, vợ ở nhà buôn bán kinh doanh khác. Dạ, không dám ăn, bán xong không dám ăn. Thì sáng con có ăn sáng chưa? Con Thuận tay trái hả? Dạ. Hình như là nó có một cái loại dao để khứa mấy cái mắt thơm rất là nhanh. Sao con kêu mẹ mua cái dao đó? Thịt lắm. Cái dao nó nhỏ thôi, nó vừa tay con. Cái dao này nó to nè. Dao 2 lưỡi. Ờ. Dao 2 lưỡi nó không thích xài. Không thích xài hả? Thích xài dao này thôi hả? Ta xài con mặt chà con đỡ gần nhanh. À. Gần nhanh nó thư hết. Bám gọn dao 2 lưỡi. Chắc con chưa quen thôi. Ba con thì ba con quen xây đẹp lắm. Xây hả? Xây không? Xây không có ham thật. Hôm qua con nghĩ là con làm gì ở nhà? Có đi phụ bán quán lẩu không? Dạ, ở nhà chơi luôn. Ở nhà ở nhà coi YouTube của cháu hả? Chú kênh gì biết không? Châu Đại Dương. À, Châu Đại Dương hả? Có mấy cô chú rất là thích con, người ta muốn hỗ trợ tiền cho con đi học. Thì con phải suy nghĩ lại và hỏi mẹ thử nha. À, nếu như được thì các cô chú sẽ sẵn sàng hỗ trợ cho con đi học miễn phí luôn. Mình đi học mới có cái nghề chứ. Xíu xe hơi nó đậu ở đây hả? Rồi giờ đi hả? À, chưa đâu, xe hơi nó tới thì chú giờ đi thôi. Lúc mà là con 7 tuổi con có đi học không? Thơm đi cô. Thơm đi. Một trái 10 ngàn hả cô? Dạ, trái 10 ngàn. Cô trả giá không? Con có bán không? Không ạ. À, ghê không? Trái hư thì con bớt tiền. Vậy sao nãy có cái cô lớn lớn tuổi cô trả 5 ngàn, 7 ngàn con cũng bán đó. Con trái hư hả? Không, trái nãy ngon lành mà. Anh cho cô đấy. Cô ơi, tất cả 7 ngàn cũng được. À, 7 ngàn cũng được hả? Trái này nó bị gì nè? Ờ, trái này nó bị gì kìa? Có bớt không kìa? Bớt cho cô kìa. Hai trái đó hả? Lấy cô 17 ngàn thôi. Thôi, trái lấy cô 17 ngàn thôi. Ủa vậy sao mà hôm bữa chú quay rồi chú mua nhưng mà con lại tặng cho chú không lấy tiền là sao? À, lỗ là sao? Tặng hoài lỗ luôn. Không lỗ đâu. Lắc đầu là không lỗ.
có 7 ngàn đó. Cô đưa thêm 10 ngàn nữa là đúng rồi. Rồi, đúng ra. Ngày nào nó cũng bán đấy hả? Dạ, ngày nào cũng bán. Bây giờ con bán hết cái số cơm này xong rồi con về hả? Dạ. Để nó bán nhiều lắm không? Dạ. Bán có bao nhiêu ạ? À? Hồi bữa ba có lúc bán 60 trái, lúc bán 100 trái. Rồi nó vô chừng á, nó không có số nhất định. Phải thấy đi rồi đó mà chồng lại. Ủa, mẹ con là cũng bán ở bên quận 2 đúng không? Cũng bán thơm luôn hả? Nhưng mà nó lúc bữa trưa thì con ngủ trưa miếng. Nó con ngủ trưa tới là tối lận. Cái lúc mình con ngủ tới là 8 giờ tối lận. Xong mới dậy. Mới dậy xong bấm điện thoại tí xong ngủ tiếp. Rồi thời gian đâu mà đi chơi với bạn gái? Không đi chơi luôn. Để biết ở nhà bấm điện thoại nhắn tin. Nhắn tin hả? Mà gặp mặt chưa? Gặp rồi. Gặp mặt luôn. Mấy trái này là ba con bé gọt sẵn rồi, bây giờ là bé gỡ cái mắt rồi thôi. Chí rồi con. Dạ, dạ, dạ đây đó xíu. Ủa lâu đi ba ruột để có người điện cho con không? Dạ. Lâu đi ba ruột có người điện cho con không? Ba ruột quá chặn má, cho con điện. Con điện á, con muốn alo một cái chửi con rồi. Rồi nói mày điện chi vậy, tao đâu phải cha mày đâu. Cho mày lên đó. Nói vậy xong là con. Nói vậy xong là con không điện ba nữa. Nhưng mà con không thương ba con đúng không? Thương ba. Tại sao là không thương? Ba cũ thì ác lắm. Đốt cái sắt quýnh hai anh em con. Có lúc đá gà thua thì về nhà tắm xong mới đập nồi cơm. Lúc đó con cảm thấy thế nào? Con cảm thấy là tức ghê lắm. Tức ghê lắm hả? Có lúc ba con thì cầm dao muốn chém mẹ con. Có lúc đó thì ba con cầm cái chén miệng á đập vô đầu con chảy máu. Không chở đi bệnh viện đây cho con nằm mò đó xong mẹ con chở đi bệnh viện. Tiền ở đâu mà thiếu 100 triệu chứ vậy? Cái con trúng số quá. À, con trúng số hả? Xong ba con anh lấy tiền anh đốt hết trơn. Con trúng giải bao nhiêu? Được bao nhiêu tiền? Năm số thì không biết rồi. À. Có lúc bà ngoại con trúng 15 tầng số đột đắc hết. Đột đắc cái xong bà ngoại con chết luôn. Xong con còn nhỏ đâu biết gì đâu, con đốt 15 tờ giấy số. Đốt hả? Đúng. Đốt 15 tờ giấy số đồng đắc. Tiền không? Để chú sẽ lại nhà con và hỏi mẹ con thử có đúng vậy không nha. Mẹ con tên gì? Con tên ai? Alan hả? Ủa con là người Kinh đúng không? Khmer hả? À. Nhà chú cũng ở bên bản á. Chú đi làm tới chiều lận. Con chỉ được đi qua nhà con. Ừ, nhưng mà con bán xong là cỡ trưa không ta? Dạ. Con bán xong là cỡ trưa không? Xong rồi con chạy qua ba hả? Chạy qua ba rồi sau đó mới đi mới dẫn chú về nhà được hả? Chừng đó mẹ con bán xong chưa? Mẹ con 9 giờ là dọn về rồi. Mẹ con hả? 9 giờ dọn về rồi. À, nhưng mà chú chở con có tiền không? Ừ. Chở con rồi lỡ người ta nói bắt cóc sao? Không có đâu hả?
Nhưng mà con bán xong là ba con có chở con về không hay là sao? À, mẹ chạy qua chở hả? Ờ, à, vậy bán xong rồi gọi mẹ chạy qua chở nha, chú chạy theo được không? Ừ, tại vì có một cái cô ở bên Úc á coi clip của con, sau đó cô gửi cho con một cái món quà nho nhỏ, nhưng mà chú phải về tận nhà chú mới trao được, để chú xem cái hoàn cảnh của con như thế nào, có như đúng lời con nói hay không, con hiểu không? Ừ, vậy là con cứ bán đi, rồi có xong thì chú sẽ gọi ba con, tại vì chú có lấy số điện thoại của ba con rồi. Ừ, con nhớ số không? Không nhớ số, nhưng mà em mất Facebook thì con nhớ rõ lắm. Ừ, ủa con có một người anh mấy tuổi, 10 tuổi hả? À, đang làm bảo vệ ở đây hả? Nhưng mà anh hai con nói là anh hai con là 15 tuổi, 16 tuổi. Nhưng mà con có tin không? À, anh hai con làm cái gì rồi? Anh hai làm bảo vệ đúng không? Dạ, giờ này anh hai con chưa đi cái lên làm á. À, cái lúc anh hai con ngủ tới tới tối rồi. Xong bị ba con chửi xong mới đi làm. Ừ, đi làm xong buổi tối rồi đi làm gì nữa. Xong anh hai con nói ngủ dữ rồi. Xong bà ai cũng nói anh hai con ngủ dữ rồi. Anh hai nó nói buồn ngủ quá, từ tối thức tới 1 giờ lắm. Ừ, xong ai cũng chửi anh hai hết á. Anh hai con có điện thoại, anh hai con chơi từ 2 giờ tới 3-4 giờ lắm rồi. Còn con có chơi không? Con bỏ tiền vô đi, đừng có để cái túi ở bên hông. Tiền mà để chỗ này nè các bạn, là người ta, con đang bán đằng trước này nè, người ta đằng sau mà ta lái á, hiểu không? Nên con phải bỏ túi, bỏ vô cái túi áo đi, nghe lời chú đi, chứ mất á, mất là về bị đánh á. Hôm nay bán 60 trái, nhưng mà cũng có vài trái hư, không có mấy các cô đến trả giá. Rồi bé Nhi nó bán luôn. Dạ 10 ngàn đó cô. Lấy cô 2 trái kìa. Dạ. Dạ, cảm ơn cô ạ. Chú ngoại con coi, bà con coi nói là chú này tốt thì chứ bộ là chú cái này tặng quà người ta quá trời luôn. Ừ. Sao cũng nói á, sao nói là đúng rồi. Chú đã có quay phim con á. Bạn con coi clip của con á, xong nói à. Mấy con một ngày bán được 1 triệu, xong nó nói là bán được 1 triệu nó không tin. Nhưng mà 1 triệu đó, nhưng mà con phải trích tiền ra để trả tiền khóm lấy cho của người ta rồi. Là bao nhiêu? Là còn lời được bao nhiêu? Có lúc mẹ con bán được 800, có lúc thì con bán được 1 triệu, tức là đời. Nếu mẹ con đi lấy hàng á thì bán hết 400. À, vì mẹ con còn lời. Thôi con gom tiền con bỏ vô túi áo đi nha. Còn bấy nhiêu nữa các bạn? Còn khoảng 2, 4, 6, 8, 10, còn khoảng 20 trái á, đúng không? Ủa bán nhanh này luôn hả? À, còn 20 trái là chưa gọt, còn khoảng 10 trái ở ngoài nữa là đã gọt rồi, nhưng mà chưa có khui mắt. Hồi nhỏ có ai chỉ
chỉ dạy cho con học cách nói chuyện không, rồi sao con lanh dữ ta? Người ta rất là khen con sao nói chuyện lanh lợi nè, rồi giỏi nè, ngoan nè. Ăn 15 trứng ngỗng hả? Để thông minh hả? Không biết nữa mẹ, mẹ có nói gì với sao con tin. Chắc là đúng rồi đó. Thằng Chi bây giờ con lanh lợi quá trời mà. Vừa lớn rồi đến mấy chuyện chưa lại con luôn á. Chưa lại luôn. Dữ ha. Con vừa hỏi chú kia chửi mẹ con xong sao con. Sao con nói nhẹ nhẹ với chú đó, chú đó chửi con. Xong con cãi chú đó tới à. Nó tối luôn chú. Nhường cái quyền đó cho con hả? Không. Chú nó giỡn á. Quýnh con hả? À, quýnh con hả? Không quýnh người ta mà quýnh con. À, thương cái con mới đánh đâu. Chứ. Cái này bị sai đây, nhiều quýnh. Có nhà ngủ chưa? Ngủ dậy, cô đi hỏi cà phê tí. Xong á, lấy cái gì á, quýnh cái đầu. Xong á, xong kêu đi ra ngoài. Xong đi vô phòng ngủ. Sao mà quýnh hoài vậy? Biết đâu. À, chiều nay chú về nhà chú hỏi thiệt không nha. Thế, nếu như mà không thật á là chú không có cho quà. Cái lúc thì mẹ quýnh, cái lúc thì mở điện thoại á thì mẹ quýnh. Cái đó mở điện thoại thì mẹ cũng chửi. À. Cái lúc thì ông làm gì á thì mẹ chửi. Rồi thôi con bán đi nha. Rồi có gì chú gặp con sau. Dạ. Em ơi, này dạ, 10 ngàn. Sao không thối tờ 50 á, để lại tiền lẻ để thối cho người ta? Mẹ con lấy tiền này lại để đi mua đồ. À mua đồ. Mấy 70, 20 nữa mới đủ. Thôi chú gặp con sau nha, con bán đi nha.